bất chấp tội trạng tại Nga, Nhà Trắng ưu tiên đưa Ringer về nước. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner đang bị giam giữ sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán để đưa cô ấy về nước. Griner đã bị buộc tội về cáo buộc ma túy tại tòa án Nga hôm thứ Năm ngày 7 tháng 7, nhưng phủ nhận cô đã cố ý vi phạm luật pháp. Tuy vậy, cô vẫn phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Griner, người từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic, đã bị giam giữ từ tháng 2 tại sân bay Sheremetyevo của Moskova với các hộp vét chứa dầu băm, một loại dầu bất hợp pháp ở Nga. Nói chuyện với gia đình của Griner, Biden khẳng định đang làm rồi việc để ngôi sao bóng rổ được trả tự do càng sớm càng tốt. Các quan chức Hoa Kỳ và nhiều vận động viên đều đang kêu gọi trả tự do cho Griner. Trường hợp giam giữ Griner làm dấy lên lo ngại rằng Moskova có thể sử dụng nó làm đòn bẩy để đàm phán thả một công dân Nga nổi tiếng đang bị Hoa Kỳ giam giữ.